Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Quan Vũ là nhân vật có thật trong lịch sử, đứng đầu ngũ hổ tướng nhà Thục Hán, có ảnh hưởng sâu rộng tới văn hóa Trung Quốc nói riêng và Đông Á nói chung. Không chỉ sở hữu sự trung thành, uy dũng, võ lực của Quan Vũ còn nổi tiếng lợi hại với nhiều chiến công nổi tiếng như Rượu Ấm Trảm Hoa Hùng, Chém Bằng Đức, Bắt Vu Cấm. Bởi vậy khắp thiên hạ lúc bấy giờ chỉ có 5 nhân vật dưới đây đủ sức hoặc có tiềm năng hạ được Quan Văn Trường. Vậy nhân vật có thể đánh bại võ tướng uy trấn Hoa Hạ là ai? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Vị trí thứ 5, Điển Vì. Nhắc tới những võ tướng nổi danh Tam Quốc, người thời bấy giờ vẫn thường truyền tai nhau câu nói: một lữ 2 triệu 3 điển vì, 4 quan 5 mã 6 trường vì. Dù dựa trên chính sử hay căn cứ vào diễn biến của Tam Quốc diễn nghĩa, Điển Vì lúc sinh thời đều chưa từng có dịp giao thủ cùng Quan Vũ. Tuy nhiên nếu xét về sức mạnh hay võ lực, nhiều người vẫn thường xếp nhân vật này cao hơn Quan Văn Trường một bậc. Thứ hạng này không căn cứ vào việc tướng giặc bị Điển Vì giết có mạnh hơn kẻ bị Quan Vũ hạ gục hay không, mà là dựa vào sức mạnh hơn người của vị tướng họ Điển. Tương truyền rằng khi nhắc tới tài năng của Điển Vì, thiên hạ khi xưa còn có một câu nói: kỵ chiến nhìn Lữ Bố, bộ chiến nhìn Điển Vì. Câu ví von này đã đem vị tướng họ Điền đặt ngang hàng với Lữ Bố, nhân vật được mệnh danh là vô địch thiên hạ thời bấy giờ. Có ý kiến cho rằng, năm xưa, Tào Tháo đánh giá cao Quan Vũ là bởi quý trọng sự trung thành hiếm có của ông. Thế nhưng đối với Điển Vì, vị quân chủ họ Tào này thậm chí đã ví ông là cổ tri Ác Lai, có ý ví ông với Ác Lai, vị tướng rất khỏe dưới thời chúa trụ, theo Tam Quốc diễn nghĩa hồi thứ 10. Từ đó có thể thấy được, mặc dù Tào Tháo sau này dù trong lòng thầm khen Quan Vũ, nhưng trước đó vẫn đánh giá võ lực của Điển Vì cao hơn. Vị trí thứ 4, Hoàng Trung. Nhắc tới vị tướng họ Hoàng này, người đời đều không thể quên được cuộc đọ sức gay gấn của ông với Quan Vũ trong cuộc chiến của Trường Sa năm nào. Lúc bấy giờ, Hoàng Trung tuổi đã gần 60 nhưng vẫn có thể đánh tay ngang với Quan Văn Trường. Cuộc đọ sức giữa một lão tướng với một đại tướng quân đương độ tráng niên đã khiến cho nhiều người phải kinh ngạc. Thiết nghĩ, người đã già thì gân cốt cũng yếu đi, dù sức khỏe có tốt cũng khó có thể lợi hại như khi còn trẻ. Thế nhưng dường như dấu vết của thời gian chẳng hề làm mai một đi tài năng võ thuật của Hoàng Trung. Chưa dừng lại ở đó, minh chứng cho thấy Hoàng Trung có khả năng đánh bại Quan Vũ còn nằm ở chi tiết ông từng dùng một mũi tên bắn trúng quai mũ trên đầu Vân Trường. Thiết nghĩ nếu lúc đó Hoàng Trung quả thực quyết tâm muốn lấy mạng Quan Vũ thì mũi tên kia rất có khả năng sẽ lấy đi một tướng tài của tập đoàn chính trị Thục Hán. Vị trí thứ 3, Trường Phì. Trong hồi thứ 25 của Tam Quốc diễn nghĩa, khi chém Nhan Lương, Quan Vũ từng nói với Tào Tháo một câu: tôi đã thấm vào đầu, em tôi là Trương Dục Đức còn có thể ở trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật gì trong túi. Điều này cho thấy bản thân Quan Văn Trường vẫn đánh giá võ lực của Trương Phi cao hơn so với mình. Khi miêu tả sự kiện Tam Anh chiến Lữ Bố, hồi thứ 5 của diễn nghĩa cũng có viết: Lữ Bố thấy thế bỏ toàn đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lữ Bố, đánh nhau được hơn 50 hợp chưa rõ bên nào thua bên nào được. Chi tiết này đã khẳng định Trương Phi là một trong số những người hiếm hoi có khả năng đánh tay ngang với Lữ Bố, võ tướng mang danh là vô địch thiên hạ một thời. Vị trí thứ 2, Lữ Bố. Nhắc tới Lữ Bố, hậu thế sẽ nghĩ ngay tới danh hiệu vô địch thiên hạ của nhân vật này. Lữ Phụng Tiền cũng là một đối thủ nặng ký, cần tới sự liên thủ của cả hai huynh đệ Quan Trường mới có thể chống lại. Mặc dù không gây được những chiến công vang dội như những võ tướng cùng thời khác, nhưng mỗi khi Lữ Bố xuất chiến thì phe đối địch với ông đều cần tới mấy người liên thủ, ít ai dám đánh một chọi một với nhân vật này như Trương Phi. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến tên tuổi của Lữ Phụng Tiên không gắn với những chiến công giết hạ tướng địch. Thế nhưng điều này cũng đủ chứng minh vị tướng ấy là một trong những nhân vật có khả năng đánh bại Quan Vũ. Vị trí thứ nhất, Mã Trung. Là người đã đẩy Quan Vũ tới cửa tử, Mã Trung vẫn luôn được xem là khắc tinh trong cuộc đời của vị tướng uy trấn Hoa Hạ này. Mã Trung là một viên tướng không mấy nổi danh trong tập đoàn chính trị Đông Ngô. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mã Trung là bộ tướng của Phan Trương. Khi thua chạy đến Mạch Thành, Quan Vũ đã bị Mã Trung bắt được và dâng cho Tôn Quyền.
Mặc dù vị tướng này không sở hữu võ thuật cao cường, nhưng ông lại được xem là khắc tinh của Quan Vũ. Bởi lần hiếm hoi Quan Vân Trường thất bại chính là lần bại trong tay Mã Trung. Hơn nữa còn khiến ông phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tuy chiến công có được do việc đánh lén vốn không phải là điều gì lấy làm vinh quang, nhưng việc Mã Trung đã đẩy Quan Vũ vào cửa tử vẫn là điều không thể thay đổi. Đây cũng là lý do khiến một viên tướng không mấy xuất chúng này có được vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng những nhân vật có khả năng đánh bại vị tướng uy chấn Hoa Hạ như Quan Vũ. Quý vị thân mến, nhắc đến Quan Vân Trường, ai nấy sẽ hình dung ngay đến một chiến tướng oai phong lẫm liệt, sở hữu sức mạnh địch vạn người. Nhưng ít ai biết rằng ngoài sức mạnh, ông còn sở hữu đao pháp huyền ảo vô song. Vậy ai là người đã truyền thụ 28 chiêu thức đao pháp quỷ khóc thần sầu cho Quan Vũ? Quý vị hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu ngay sau đây. Quan Vũ là một trong những nhân vật lịch sử của Trung Quốc được biết đến nhiều nhất ở khu vực Đông Á. Hình tượng của ông đã được tiểu thuyết hóa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung và sau này được khắc họa trong các dạng hình nghệ thuật như kịch, chèo, tuồng, phim ảnh. Quan Vũ được mô tả có khuôn mặt đỏ như gấc, mắt phượng mày tằm, râu xài hài thước, tay cầm thanh long yển nguyệt đào cưỡi trên ngựa xích thú, dáng vẻ oai phong lẫm liệt, tính tình hào hiệp, trượng nghĩa, sức chiến đấu mạnh mẽ địch vạn người. Với sức khỏe hơn người, Quan Vũ dùng thanh long yển nguyệt đao nặng hơn 40 kg. Trong suốt cuộc đời chinh chiến, ông lập nhiều chiến công hiển hách, tiêu diệt khởi nghĩa Khăn Vàng, chém Hoa Hùng, đại tướng của Đồng Trác, chém Nhan Lương, Văn Xú, hai tướng tài của Viên Thiệu, vượt năm ải, chém 6 tướng của Tào Tháo, chiếm quận Trường Sa, thu phục được Hoàng Trung, bức hàng Vu Cấm, chém Bảng Đức. Trong lịch sử Trung Quốc, Quan Vũ là danh tướng có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với hậu thế. Các nhà thống trị phong kiến xem ông là biểu tượng trung dũng thần vũ và tinh thần vì nước quên thần. Trong khi đó, đối với dân gian, Quan Vũ được xem như sự hiện hữu của khái niệm nghĩa khí vận thiên. Quan Vũ được liệt đại hoàng đế Trung Quốc truy phong. Trong toàn bộ triều gia lịch sử văn hóa và tôn giáo nước này, ông cũng là nhân vật duy nhất được cả Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo phong làm thần linh. Truyền thuyết về đao pháp của Quan Vũ. Chính vì được tôn là bậc thần nhân nên có nhiều truyền thuyết kỳ bí về Quan Vân Trường liên quan đến tiền kiếp của ông. Trong số đó, có một truyền thuyết kể rằng Quan Vũ chính là Sở Bá Vương, Hạng Vũ chuyển thế. Hạng Vũ anh hùng cái thế, mặc dù đã sát phạt rất nhiều người, nhưng vì không giết Thái Công, không làm nhục Lữ Hậu, không dùng quỷ kế, có tam đức này, nên sau khi chết, Hạng Vũ chỉ cần sử họ không thay tên, gọi là Quan Vũ, đầu thai vào thời Tam Quốc để viết tiếp truyền kỳ chung, nghĩa của mình. Khi chưa xuất sơn, Quan Vũ là một thanh niên nhiệt huyết, hành hiệp trượng nghĩa, không quản khổ nhọc ngày ngày luyện tập múa thương. Chính vì vậy, trong phạm vi 10 dặm quanh thôn, ai ai cũng biết đến danh tiếng của Quan Vũ. Có một ngày, Quan Vũ đến núi ở sau nhà sớm hơn một chút để luyện tập đao pháp, múa đao chém bên này bên kia. Thuyên truyền rất náo nhiệt. Quan Vũ luyện đến chỗ đắc ý nhất thì nghe thấy bên cạnh có tiếng cười quái lạ. Quan Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy đó là một con vượn đang đứng một bên cười và quan sát mình. Con vượn thấy Quan Vũ nhìn thì liền nhặt một cành cây trên mặt đất rồi múa máy ngoe nguẩy bắt chước dáng điệu múa đao của Quan Vũ, sau đó ôm bụng cười nắc nẻ. Mặt của Quan Vũ bừng đỏ lên, nghĩ thầm: xúc sinh này to gan lại dám cười nhạo ta, để ta cho ngươi một đao. Vừa định động thủ, Quan Vũ chợt nghĩ lại, nó chỉ là một con vượn, đánh nó thì chứng tỏ mình tâm địa quá nhỏ nhen, chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến người khác chê cười. Vì thế Quan Vũ không để ý tới nữa, tiếp tục luyện tập. Nào ngờ, con vượn lại tiếp tục nhai lại các động tác, dáng điệu của Quan Vũ, sau đó xông đến chỗ Quan Vũ, ngoắc tay một cái, thân sắc tỏ ra rất khinh miệt. Quan Vũ trong tâm bốc hỏa, khô đao để dọa cho con vượn chạy đi. Ai ngờ, đại đao vẫn chưa kịp vung lên, thì ngón tay cái bục Quan Vũ đã bị con vượn cầm cành cây gõ vào một cái. Quan Vũ tức giận vung đao chém mạnh vào con vượn cho hà giận, nào ngờ chém tới chém lui, vẫn không chém được, dù chỉ là nửa cọng lông của con vượn. Mà ngược lại, ngón tay cái của Quan Vũ lại liên tục bị con vượn cầm cành cây đánh vào, đau đến nỗi đại đao cũng không cầm nổi nữa. Thế là con vượn càng cười đắc chí hơn, cũng không quan tâm đến Quan Vũ đang tức giận sôi cả máu lên. Con vượn nhẹ nhàng cầm đao của Quan Vũ lên, rồi múa vung vẩy, và càng lúc múa càng nhanh. Quan Vũ thấy con vượn múa đao tạo thành một vòng sáng xoay quanh, giống như hoa lê trong tuyết, đón gió tung bay. Đao lướt qua lại như tia chớp, khí lạnh thấu xương. Quan Vũ kinh ngạc trợn mắt há mồm, đầu óc trống rỗng, cả
cảm thấy đao pháp này giống như đã nhìn thấy ở đâu rồi, cũng không nhớ rõ đã gặp ở chỗ nào. Trong mơ mơ màng màng thì chỉ nghe thấy tiếng keng, còn Vượng Trắng ném đao xuống mặt đất rồi bỏ đi mất hút. Lúc này Quảng Vũ mới ý thức được đó là thần tích đã xuất hiện, chỉ giận mình tính tình ngu dốt đã không giữ được thần vượn ở lại, cũng không nhớ rõ được những đao pháp mà thần vượn đã múa. Hổ thẹn cho mình tự xưng là đao pháp tinh xảo, anh hùng vô địch, thực ra chỉ là con gà đất trong khe suối nhỏ, một con cóc ngồi ở đáy giếng mà thôi. Quảng Vũ vừa hối hận vừa hy vọng có thể gặp lại được thần vượn. Sáng sớm hôm sau, Quảng Vũ lên núi từ rất sớm, định cố nhớ và học lại những đao pháp ngày hôm qua. Nhưng thật bất ngờ, khi Quan Vũ đến thì thần vượn đã có ở đó đợi mình rồi. Quan Vũ cung kính dâng đại đao lên, thần vượn liền múa lại đao pháp ngày hôm qua, chỉ là tốc độ chậm hơn nhiều. Rõ ràng là có ý muốn dạy Quan Vũ, thần vượn múa đao xong rồi rời đi, để Quan Vũ ở lại một mình tự học. Quan Vũ vốn là võ thánh chuyển thế, nên đã rất nhanh lĩnh ngộ ra được những điều tinh túy trong bộ đao pháp này. Việc tham thiền ngộ đạo trong võ thuật chính là nói đến căn cơ và ngộ tính của người luyện tập. Một ngày, thần vượn sau khi dạy xong cho Quan Vũ thì không về như ngày thường, mà ở lại đưa đao cho Quan Vũ, bĩu môi tỏ ý bảo Quan Vũ luyện. Quan Vũ hiểu ý, cầm đại đao lên, múa lại những gì mình đã học được cho thần vượn xem. Thần vượn cẩn thận quan sát rồi khẽ gật đầu, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, vui sướng. Sau đó thần vượn hóa thành đường ánh sáng trắng vút lên trời xanh rời đi. Quan Vũ theo phương hướng thần vượn biến mất, Quan Vũ bần thần một lúc rồi nghĩ. Thần vượn không thể nói, bộ đao pháp này cũng không biết tên là gì, nghĩ thật là đáng tiếc. Quan Vũ vừa nghĩ xong thì ngay lập tức trên trời đột nhiên rơi xuống một dải lụa trắng, trên đó có viết bài thơ. Huyền nữ tọa hạ viên chân quân, vì thụ xuân thu thiền lý hành, quân hậu bất khả sinh giải đãi, đào viên chi trung nhân chủ hưng. Tạm dịch, huyền nữ hóa thân khỉ, thuận ý trời truyền binh pháp xuân thu, nghiệp phò vua không buông trễ, kết nghĩa vườn đào sử sách kỳ. Quan Vũ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra thần vượn là đồ đệ của Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ là tiên nữ chỉ xuất hiện mỗi khi thiên tượng có đại biến, để dạy người ta binh thư và bí thuật, để dẫn dắt hướng đi của lịch sử, vì thế còn được gọi là nữ chiến thần. Quan Vũ mừng thầm trong tâm nghĩ, mình có thể được Cửu Thiên Huyền Nữ dạy bảo, tương lai ắt sẽ có sứ mệnh. Thảo nào cảm thấy bộ kiếm pháp này trông rất quen, thì ra từ sách Xuân Thu diễn hóa mà đến. Xuân Thu là do Khổng Tử viết, với những lời lẽ nhẹ nhàng, ý nghĩa sâu sắc. Bản tính của Quan Vũ và Xuân Thu là tương hợp với nhau, vì thế bộ đao pháp này thực sự phù hợp với Quan Vũ. Đây chính là lý do vì sao trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thường viết Quan Vũ cầm đuốc đọc sách Xuân Thu, bí mật trong đó chính là như vậy. Lý giải Xuân Thu càng sâu, đao pháp càng lợi hại. Vì thế Quan Vũ tay không rời Xuân Thu. Hai câu cuối của bài thơ đã chỉ ra cho Quan Vũ sau này có mệnh quân hầu, chỉ cần tìm được chủ nhân. Do đó Quan Vũ hăng hái đọc thấm nhuần Xuân Thu, khổ luyện đao pháp, âm thầm chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Quả nhiên sau này, Quan Vũ chính là một trong những người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên là Lưu Bị. Quý vị thân mến, Quan Văn Trường cả đời phò tá huynh trưởng, vì Thục Hán mà lập nên không ít công lao, ông được Lưu Bị hết lòng tin cậy, phong làm tiền tướng quân. Cũng bởi tài năng và sự trung nghĩa này, ông được người đời sau tôn làm võ thánh, sánh ngang với văn thánh Khổng Tử. Quý vị nghĩ sao về cuộc đời của võ tướng này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.